Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 106, Phu Nhân của Công Tước Chiêu Ninh Lục Đồng đã trở về y quán. Cô gái Hồng Mạn đã đưa cô ra khỏi cửa sau của ngộ tiên lâu, đổi lại y phục rồi lặng lẽ trở về bằng xe ngựa mà không hỏi han gì. Dường như đối với mệnh lệnh của Bùi Vân Ảnh, Hồng Mạn không cần nghi ngờ, chỉ cần tuân thủ là đủ đến y quán hai người xuống xe ngựa và bước vào ngân tranh đóng cửa lớn cùng lục đồng đi vào sân lo lắng hỏi cô nương bùi đại nhân liệu có nghi ngờ gì không lục đồng lắc đầu ta sẽ đối phó cô đã giả làm vũ nữ và hành động lén lút trong đêm với sự thông minh của bùi vân ảnh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra có lẽ bây giờ hắn đang cử người điều tra rồi nhưng thứ nhất hắn không có bằng chứng, thứ hai lục đồng hiện tại cũng không gây cản trở gì cho hắn, khả năng lớn nhất là cả hai sẽ đồng lòng bỏ qua chuyện này dù sao, bùi vân ảnh và mối quan hệ của hắn với hồng mạn cũng đáng để suy ngẫm. Trên đời này, ai mà không có bí mật? Ngân tranh lại hỏi, hôm nay cô nương không thể tiếp cận thích ngọc đài, sau này phải làm sao đây? Ánh mắt lục đồng trở nên trầm lặng. Một lát sau, cô mới nói, hãy chờ đợi và tìm cơ hội khác tiếp cận thích ngọc đài khó hơn nhiều so với tưởng tượng của cô đặc biệt là sau sự cố bất ngờ tối nay thích ngọc đài có ám vệ cảnh giác như vậy cô chỉ lưu lại tầng ba một chút mà đã bị phát hiện có thể do người xung quanh hắn luôn cảnh giác hoặc là hắn trong lòng có quỷ đã đề phòng từ trước dù thế nào đi nữa đối với kế hoạch báo thù của lục đồng đều là trở ngại ngân tranh thấy lục đồng có vẻ băn khoăn liền nói thôi nào đêm đã khuya cô nương nên gội đầu rồi nghỉ ngơi để tránh sáng mai bị trưởng quầy phát hiện chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến lần này không thành công chúng ta sẽ nghĩ cách khác lục đồng nhận thấy sự an ủi trong lời nói của ngân tranh gật đầu rồi rửa mặt sạch sẽ và lên giường ngủ ngoài trời mưa nhỏ dần tiếng mưa lộp độp trên cửa sổ Đêm mưa mùa đông luôn lạnh lẽo và cô quạnh hơn. Căn phòng nhỏ rất lạnh, không thể so với sự ấm áp của gian phòng trong mộ tiên lâu, màn trướng cũng không xa hoa như ở đó. Lục đồng nằm trên giường, nhìn qua khe cửa sổ chốt ánh sáng mờ mờ dọi vào, không có chốt buồn ngủ. Cô đã dồn hết tâm sức và tiền bạc để vào mộ tiên lâu, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng nói của thích ngọc đài, nhìn thấy một góc áo của hắn, thậm chí suýt nữa còn bị phát hiện cô muốn đối phó với thích ngọc đài trước mộ hoang trên núi vọng xuân kẻ lòng đầy tội lỗi là lưu côn đã tiết lộ tên thích gia trong cơn hoảng loạn lục đồng giờ đây đã hoàn toàn xác định thích gia chính là phù của thái sư thích thanh và lục nhu đã bị hại bởi con trai trưởng của thích gia là thích ngọc đài nhưng trong phủ thái sư nơi cấp bậc và quyền lực cao ngất ngưỡng một thầy thuốc nhỏ bé như cô không thể nào tiếp cận thích ngọc đài được cô đã đợi rất lâu mà vẫn chưa tìm được cơ hội tối nay cô định nhân dịp sinh nhật của thích ngọc đài để ra tay nhưng cuối cùng cũng không thành công lục đồng cảm thấy thất vọng ám vệ xung quanh thích ngọc đài cảnh giác như vậy cơ hội tiếp cận hắn rất khó khăn khi ở ngộ tiên lâu cô hỏi bùi vân ảnh các ngài vương tôn công tử đi ra ngoài luôn có nhiều ám vệ bảo vệ như vậy sao bùi vân ảnh trả lời hắn có ta không có thích ngọc đài đi đâu cũng có nhiều ánh mắt dõi theo làm sao mà tiếp cận được làm sao mà tiếp cận được không đúng không đúng lục đồng đột nhiên tỉnh táo ngồi bật dậy nếu thích ngọc đài có nhiều ám vệ như vậy thì tại sao lục nhu lại có thể vào được phòng của thích ngọc đài nếu hành động của thích ngọc đài như tối nay lục nhu sẽ bị bắt ngay từ khi chưa đến gần lục đồng cuối cùng đã hiểu cảm giác bất thường trong lòng cô khi bùi vân ảnh nói câu đó người hầu của khả thành hưng là vạn phúc đã nói lục nhu hôm đó mang canh giải rượu cho khả thành hưng nhưng lại đi nhầm phòng rồi bị thích ngọc đài chú ý nhưng với ám vệ bảo vệ phòng của thích ngọc đài sao có thể dễ dàng vào nhầm như vậy hơn nữa tại sao thích ngọc đài lại đến phong lạc lâu hắn vốn dĩ ham mê xa hoa luôn thích những nơi phồn hoa nhất ở kinh thành như ngộ tiên lâu tại sao hôm đó lại đến phong lạc lâu tại sao lại tình cờ gặp Lục Nhu ở phong lạc lâu? Ngày càng nhiều nghi vấn xuất hiện, Lục Đồng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Sương mù này tầng tầng lớp lớp, cô không thể nhìn thấy điểm cuối, như con thuyền nhỏ bé giữa biển cả, lúc nào cũng có thể bị những dòng nước ngầm cuốn trôi. Chát một tiếng, tiếng mưa ngoài cửa sổ giả dích, gió thổi làm cửa sổ khẽ kêu. Cô chạm vào tấm chăn lạnh lẽo, lục đồng tỉnh táo lại, từ từ nắm chặt tấm chăn dưới thân. Cô sẽ tìm ra sự thật, nhất định sẽ đòi lại công lý cho gia đình mình. Bất kể phải dùng cách gì, bất kể là thích ra hay bất kỳ ai khác. Sáng hôm sau mưa đã tạnh. Mùa đông, trời sáng muộn, khi đỗ trưởng quầy đến y quán, ngân tranh và lục đồng đã bận rộn từ lâu. A Thành cầm chổi quét những cành cây rơi rụng sau cơn mưa tối qua, Đỗ trưởng quầy ghé mặt lại gần lục đồng quan sát một lúc rồi trầm ngâm nói, sắc mặt không tệ, lục đại phu, cô trông yếu đuối như vậy mà hồi phục nhanh thật. Trước đó Ngân Tranh đã nói với hắn rằng lục đồng bị cảm, cần nghỉ ngơi một ngày, để có cơ hội lèn vào ngộ tiên lâu, đỗ trưởng quầy cũng không nghi ngờ gì. Hắn lại đem bản tính ra, tính toán thu chi trong tháng này, chưa tính được một nửa thì nghe thấy A Thành ngoài cửa kêu lên, đại nhân. Đỗ trưởng quầy ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên đẹp trai mặc áo bảo đỏ bước vào. Có lẽ là sắp sớm, đỗ trưởng quầy vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp gọi tên người này, thì lục đồng đã bước ra từ trong phòng gọi, điện xoái. Điện xoái, đỗ trưởng quầy lập tức thay đổi sắc mặt. Thật lòng mà nói, hắn không có ấn tượng tốt về vị chỉ huy này. Còn nhớ vài tháng trước, chính Bùi Vân Ảnh đã dẫn một đám quân tuần phủ lục tung y quán. Khi đó, vẻ mặt đầy ẩn ý của bùi vân ảnh suýt làm đỗ trưởng quầy cũng nghi ngờ y quán thật sự giấu xác chết. Bây giờ gặp lại người này, nỗi oán hận lại trỗi dậy, cùng với chút lo lắng, sợ rằng họ lại đem đến một đống tai họa. Đỗ trưởng quầy nở một nụ cười gượng, không biết bùi đại nhân đến thăm y quán có việc gì. Rồi lườm A Thành, còn không mau pha trà cho đại nhân. Bùi vân ảnh nhìn quanh một chút, rồi ngồi xuống bàn, thân quen như ở nhà. Hắn nói, ta đến tìm lục đại phu để lấy thuốc. Đỗ trưởng quầy ngạc nhiên, lấy thuốc. Thuốc của Bảo Châu và chị gái sắp hết, tiện đường đi qua đây, ta đến lấy thuốc từ lục đại phu. Hắn trả lời đỗ trưởng quầy nhưng mắt vẫn nhìn lục đồng. Đỗ trưởng quầy vỡ lẽ. Hóa ra là vì quận chúa Văn Đình, Bùi Vân Thư. Dù đỗ trưởng quầy không muốn lục đồng dính vào vụ rắc rối với quận chúa Văn Đình, nhưng nghĩ rằng kỹ năng cao thì lòng can đảm cũng lớn lục đồng đã nhận vụ này rồi thì đành phải dựa vào thế lực của nhà họ bùi để khiến quận chúa văn đình không dám làm khó dễ nghĩ vậy đỗ trưởng quầy nhìn đối phương với ánh mắt rộng lượng hơn thậm chí quay vào trong gọi a thành sao pha trà lâu thế không biết điều để ta đi dục nói xong hắn nhấc rèm bước vào trong còn kéo theo ngân tranh để lại y quán cho lục đồng và bùi vân ảnh bùi vân ảnh nhìn lục đồng mỉm cười giọng tự nhiên lục đại phu lục đồng không nói gì tối qua ở ngộ tiên lâu gặp bùi vân ảnh cô đã đoán rằng với sự thông minh của hắn chắc chắn sẽ phát hiện điều gì đó nhưng lúc đó hắn không hỏi gì cả hai đều ngầm hiểu giữ bí mật cho nhau lục đồng không ngờ hắn sẽ đến y quán sớm như vậy không biết hắn lại có ý đồ gì im lặng một lát lục đồng bước đến bàn dài lấy dây bút viết đơn thuốc nói lần này đơn thuốc không thay đổi sau khi dùng xong sẽ đổi đơn thuốc mới bùi vân ảnh nhìn động tác của cô suy nghĩ một chút rồi bước đến gần bàn dài chữ trên tờ giấy đen như rồng bay phượng múa nếu không nhìn kỹ khó có thể đọc được viết gì hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp và đoan trang của cô hắn nhìn chằm chằm vào chữ viết sao chữ lại xấu thế này lục đồng bác sĩ đều viết như vậy bùi vân ảnh nhún vai đêm qua mưa to lục đại phu đi vội vàng không bị cảm chứ bút của lục đồng khựng lại một giọt mực từ đầu bút nhỏ xuống loang ra trên giấy thành một vệt đen lớn cô dừng bút ngước lên nhìn hắn ánh mắt cảnh cáo bùi đại nhân muốn nói gì cô không muốn thảo luận chuyện này với bùi vân ảnh trong y quán đỗ trưởng quầy dù đôi khi có vẻ ngây ngô nhưng lại rất tinh ý trong những chuyện này bùi vân ảnh không nao núng như cố ý khiêu khích không biết lục đại phu có biết không phạm chính liêm đã chết rồi giọng hắn như không quan tâm dường như không để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của lục đồng tiếp tục nói trước khi chết có tin đồn rằng phạm chính liêm thông đồng với lễ bộ thao túng kỳ thi là do thái sư phủ đứng sau không lâu sau phạm chính liêm bị treo cổ trong tù có người nghi ngờ là thái sư phủ diệt khẩu. Lục đồng không tức giận mà cười, đại nhân nghĩ rằng, tôi có khả năng khiến một tù nhân trong mục tự treo cổ. Bùi vân ảnh gật đầu, lục đại phu tất nhiên không có khả năng đó, nhưng, đêm qua là sinh nhật của công tử Thích Ngọc Đài, lục đại phu giả làm vũ nữ lên tầng 3 của ngộ tiên lâu, vừa đúng là nơi Thích Ngọc Đài ở. Ta đang nghĩ, hắn tiến sát lục đồng, nhìn chằm chằm vào mắt cô, cười nhạt lục đại phu không phải từ đầu đã muốn đối phó với thái sư phủ sao tim lục đồng thắt lại bùi vân ảnh ở rất gần khác với trò diễn ở lầu đầy hoa hồng và rèm đỏ tối qua khi mặc công phục chàng thanh niên như mất đi chốt chân thật đó tựa vào bàn ánh mắt lạnh lùng như dao từng chốt một chọc thùng bí mật trong lòng người khác cô biết hắn thông minh nhưng quá thông minh mà không che giấu sẽ dễ dàng trở thành mối đe dọa với người khác Mối đe dọa, phải loại bỏ không chút do dự. Đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, "Các ngươi đang làm gì vậy?" Đỗ Trưởng quầy bưng trà ra, nhìn thấy cảnh Tượng Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đối mặt nhau, không khỏi kêu lên. Lục Đồng giật mình, lùi lại một chút, kéo khoảng cách với Bùi Vân Ảnh. Đỗ Trưởng quầy như một nông dân thấy cây cải nhà mình bị heo gặm, bước nhanh tới đặt tách trà lên bàn một cách nặng nề làm nước trà bắn lên tờ đơn thuốc. Hắn đứng chắn trước lục đồng, nhìn bùi vân ảnh với ánh mắt cảnh giác, nói, bùi đại nhân, lục đại phu nhà chúng tôi đã có hôn ước, bình thường phải giữ lễ nghi. Lục đồng, hôn ước, bùi vân ảnh đứng thẳng lên, như thể có hứng thú, tò mò hỏi, trưởng quầy đã gặp vị hôn phu của lục đại phu chưa? Đỗ trưởng quầy cười khẩy, mặt không đổi sắc, đương nhiên rồi vị hôn phu của lục đại phu trẻ tuổi tài cao, gia thế hiền hách, lại có ơn cứu mạng với lục đại phu, bọn họ xứng đôi vừa lứa, lục đại phu lên kinh là để thực hiện hôn ước. Bùi vân ảnh cười, sao không thấy hắn? Gia đình cao quý, quy tắc nghiêm ngặt, đỗ trưởng quầy nói dối không chớp mắt, lại làm việc trong cung, rất bận rộn. Sao có thể suốt ngày như cao dán cho chết đi khắp nơi? hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cao dán chó chết. Vừa nói xong, ngoài cửa có người lên tiếng, ai là cao dán chó chết. Tống thẩm đỡ tôn quả phụ đi vào, ngân tranh mỉm cười đón tiếp, tôn cô nương, tống thẩm sao lại đến đây. Tôn quả phụ vuốt mớ tóc lòa xòa bên má ra sau tai, nhẹ nhàng nói, không biết sao gần đây đêm nào cũng ngủ không ngon, nên đến nhờ lục đại phu xem sao. Lục đồng bước ra trước, mời tôn quả phụ ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Tống thẩm nhìn bùi vân ảnh, hỏi đỗ trường quầy, trưởng quầy, vị công tử đẹp trai này là ai? Không phải người ở Tây Phố chứ? Đỗ trưởng quầy đảo mắt, A Thành nhiệt tình đáp, vị này là thế tử của công tước Chiêu Ninh, bùi đại nhân chỉ huy của Điện Tiền Tư. À, tôn quả phụ mặt đỏ bừng, lén nhìn bùi vân ảnh, rất hài lòng, nhỏ giọng hỏi, không biết vị tiểu bùi đại nhân này đã có hôn phối chưa? Đỗ trưởng quầy, ngân tranh quay đi cười trộm. Y quán đông người, lập tức trở nên chật trội. Bùi vân ảnh cũng không bận tâm, cầm thuốc đã gói xong, nói với lục đồng, ta còn có việc, để khi khác trò chuyện. Lục đại phu, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người ra cửa. Tôn quả phụ và tống thẩm cũng quay lại, vừa nói đúng là Mỹ Nam, vừa vươn cổ nhìn theo bóng hắn, có vẻ lưu luyến không rời đỗ trưởng quầy không thể chịu nổi cuối cùng cũng đuổi được hai người ra ngoài rồi quay lại nhìn lục đồng lau bàn hắn gầm gừ các ngươi vừa nói chuyện gì đang bốc thuốc bốc thuốc mà phải gần thế à đỗ trưởng quầy không tin trưởng quầy nhắc cô họ bùi đó không phải người tốt đừng nhìn hắn đẹp trai mà lầm trong lòng chắc còn đen hơn ai hết ngân tranh không chịu nổi trưởng quầy đang ghen phải không ta ghen đỗ trưởng quầy cười khẩy rồi hạ giọng ai cũng biết khi quân phản loạn ở kinh thành thủ lĩnh bắt cóc phu nhân của công tước chiêu ninh tức là mẹ của họ bùi đó định lợi dụng để trốn thoát ai ngờ ngân tranh tò mò công tước chiêu ninh có nhượng bộ không lục đồng cũng nhìn đỗ trưởng quầy không công tước chiêu ninh bùi đế không hề chớp mắt tiếp tục chấn áp phản loạn kết quả phu nhân của công tước chiêu ninh bị quân loạn giết hại chết rất thảm. Lục đồng khẽ giật mình, cô nghe rất ít về bùi vân ảnh, chuyện về phu nhân công tước chiêu ninh thì chưa từng biết. Đỗ trưởng quầy tiếp tục, cô nghĩ xem, một đêm ân ái trăm ngày ân tình, công tước chiêu ninh đối xử tàn nhẫn với vợ bên gối như vậy, nếu là chúng ta cũng phải do dự, hắn thì không, cái gì cũng không quan tâm. Cha như thế, con thì tốt đến đâu được. Ngân tranh suy nghĩ, nhưng chẳng phải do quân phản loạn sao? nếu công tước chiêu ninh nghe theo, cũng không chịu trách nhiệm với dân chúng kinh thành. Nếu chỉ như vậy thì chưa nói lên điều gì, đỗ trưởng quẩy hừ một tiếng, nhưng phu nhân công tước chiêu ninh qua đời hai năm, bùi đế đã lấy vợ mới. Không lâu sau còn sinh con trai. Cái chết của phu nhân công tước chiêu ninh ít nhiều liên quan đến bùi đế, bà chết vì hắn, hắn quay lưng lấy người khác, sinh con đẻ cái, dân gian còn phải thủ tiết ba năm nên ta nói người nhà họ bùi không tốt đẹp gì đỗ trưởng quầy quay sang lục đồng chân thành nói đàn ông nhìn đàn ông rõ nhất nghe ta này lục đại phu đừng nghe họ bùi nói lời ngon ngọt đàn ông không đáng tin a à, thành cười phá lên trưởng quầy ông cũng là đàn ông mà đúng rồi đỗ trưởng quầy giơ hai tay lên ta cũng không đáng tin nên lục đại phu đừng nghĩ đến chuyện lãng mạn hãy chăm chỉ hành nghề y đợi vài năm nữa chuyện với quận chúa văn đình bị lãng quên cô cũng đừng qua lại với họ bùi nữa lục đồng thuận miệng đáp cúi đầu che giấu vẻ đăm chiêu trong mắt cô không ngờ bùi vân ảnh có quá khứ như vậy trước đây thấy hắn ngoài mặt thân thiện nhưng tâm cơ sâu xa khó hiểu được tính cách phức tạp của hắn giờ nghe đỗ trưởng quầy giải thích cô phần nào đã hiểu không lạ gì khi trong phủ quận chúa văn đình hắn coi trọng bùi vân thư đến vậy không ngại đối đầu với quận chúa Văn Đình để giúp Bùi Vân Thư ly hôn. Theo lý, việc hủy hôn của gia đình quyền quý cũng là chuyện lớn, nhưng từ đầu đến cuối, Lục Đồng gần như không nghe thấy tên của công tước Chiêu Ninh Bùi Đế. Điều đó có nghĩa là việc ly hôn của Bùi Vân Thư, 10 phần thì 9 phần là do Bùi Vân Ảnh tự mình sắp đặt. Như vậy, mối quan hệ giữa Bùi Vân Ảnh và nhà họ Bùi không hề đơn giản như bề ngoài đây có thể là một điểm yếu khác của hắn đỗ trưởng quầy vẫn đang lải nhải phụ nữ sống trên đời này chỉ để lấy chồng sao phải có chi hướng lớn hơn sao không tạo dựng cơ nghiệp ví dụ như mở rộng y quán của chúng ta đến thanh hà ở phía nam thành phố để kiếm tiền của người giàu khi có tiền rồi tìm đàn ông nào mà trả được họ bùi hay vị hôn phu nào đó tất cả đều phải biến đi tốt đỗ trưởng quầy nhìn cô cô nói gì Tôi nói, ông nói đúng. Mắt đỗ trưởng quầy sáng lên, phải không? Cô cũng đồng ý để họ biến đi. Lục đồng lắc đầu. Tôi nói, đi kiếm tiền của người giàu, là ý hay. Cô đáp, chương 107, danh sách dự thi mùa xuân. Từ sau lần đó khi Bùi Vân Ảnh đến y quán lấy thuốc, đã mấy ngày liên tiếp, lục đồng không gặp lại hắn. Sau lập đông, thời tiết ở thịnh kinh càng ngày càng lạnh hơn. Ngân tranh nhìn thấy trời đất dường như sắp có tuyết rơi, liền gọi cửa hàng cắt may ở đối diện thu gom ra dày hơn để giữ lại vài mảnh, chuẩn bị may cho lục đồng một chiếc áo choang. Hôm đó, lục đồng đang ngồi trước quầy đọc sách y học, ngoài cửa có người bước vào, dừng lại trước quầy, nhẹ nhàng gọi lục đại phu. Lục đồng ngẩng lên, thấy rõ người tới, liền đứng dậy, đồng thiếu ra. Người tới là đồng lân từ phủ thái phủ tự khanh từ sau vụ án cống cử, Đồng Lân hiếm khi đến y quán. Thứ nhất là do bệnh phổi của anh ta đã chuyển biến tốt, không cần dùng thuốc thường xuyên như trước. Thứ hai, sau sự cố ở trường thi, Đồng Phu Nhân bị sốc nặng, vốn đã coi con trai như báu vật, từ đó càng coi Đồng Lân như bảo bối, mỗi lần ra ngoài đều có đội hộ vệ đi trước sau, gây bất tiện cho việc đến Tây Phú. Hôm nay, Đồng Lân mặc một bộ áo dài bằng lụa mỏng màu mật ong mới tinh sau khi bệnh phổi được chữa khỏi sắc mặt của anh ta đã hồng hào hơn nhiều không còn vẻ yếu ớt như trước trông anh ta tinh thần phấn chấn hơn nhiều so với khi gặp ở vạn ân tự thấy lục đồng đứng lên đồng lân vội nói lục đại phu làm phiền rồi tôi tôi hôm nay đến lấy thuốc trước mặt lục đồng đồng lân luôn có phần lúng túng đỗ trưởng quầy liếc nhìn anh ta một cách đầy ý vị rồi kéo a thành vào bên trong lục đồng mời đồng lân ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho anh ta cô ngồi gần vốn đã mảnh mai lại mặc một chiếc áo váy màu đá xanh viền cổ áo thêu một hàng lông thỏ mịn màng càng làm khuôn mặt cô nhỏ nhắn như lòng bàn tay đôi mắt sáng long lanh tìm đồng lân đập thình thịch chỉ cảm thấy cổ tay bị ngón tay người đẹp chạm vào nóng bừng vội vàng cúi đầu không dám nhìn nhiều lục đồng thu tay lại mạch của đồng thiếu ra không có vấn đề gì sau này nếu không có triệu chứng gì, thì không cần tiếp tục dùng thuốc nữa. Tôi sẽ kê một số phương thuốc bổ dưỡng, thỉnh thoảng uống là được. Bình thường chú ý ăn uống. Cảm ơn Lục Đại Phu. Đồng Lân biết ơn, thật khó cho Lục Đại Phu vừa mồi khám, vừa phải lo lắng cho bệnh tình của tôi. Đồng Lân nhận được tin tức mới đến y quán. Người hầu của anh ta nói, tỷ nữ của y quán nhân tâm đến Đồng Phủ, nói rằng Đồng Lân đã lâu không đến y quán khám bệnh. Nếu có thời gian, xin mời đến y quán ngồi một lát để Lục Đồng xem xét bệnh tình. Lúc đó, trong lòng Đồng Lân dâng lên một niềm vui thầm kín. Vị Lục đại phu này tính tình lạnh lùng, mấy lần đến phủ Thái phủ tự khanh, nhưng không có hành động bám víu, thậm chí còn xa cách hơn người khác. Cũng chính vì vậy, Lục Đồng càng xa cách, Đồng Lân lại càng thêm yêu mến. Cái gì càng không có được càng muốn có. Tuy nhiên, tình hình dường như không hoàn toàn vô vọng như anh ta nghĩ. Lục Đại Phu bận rộn với công việc ở ý quán hàng ngày, nhưng vẫn nhớ đến sức khỏe của anh ta, điều này cho thấy. Trong lòng cô cũng có anh ta, phải không? Đồng Lân thu lại những suy nghĩ lãng mạn, nghiêm túc nói, bệnh của tôi có thể chữa khỏi như thế này. Tất cả đều nhờ vào Lục Đại Phu, thật không biết phải cảm ơn cô thế nào. Nếu sau này Lục Đại Phu có việc gì cần giúp đỡ, xin cứ nói với tôi. Nếu tôi có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối. Đây vốn là lời khách sáo, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, ánh mắt của Lục Đồng dao động, mày hơi nhíu lại, dường như rất băn khoăn. Đồng Lân ngạc nhiên, thử hỏi, "Lục đại phu, có phải gặp khó khăn gì không?" Cũng không phải là khó khăn, người đẹp thở dài, vẻ buồn bã trên mày như sợi tơ, dễ dàng cuốn lấy anh ta, cô nói, "Tôi có một việc muốn làm, nhưng không tìm được người giúp." lại liếc nhìn Đồng Lân, lặng lẽ cúi đầu, "Thôi vậy." Một câu thôi vậy, khiến lòng Đồng Lân như treo lên, anh ta kiềm chế không đưa tay vuốt mày người đẹp, lo lắng hỏi, "Nếu Lục đại phu tin tưởng tôi, xin cứ nói thẳng, tôi nhất định không nói cho ai khác." Lục Đồng tỏ ra khó xử. Đồng Lân tỏ ra tha thiết. Cuối cùng, Lục Đồng thở dài, nhìn anh ta, nhẹ giọng nói, Đồng thiếu gia có biết về kỳ thi mùa xuân của Thái Y Viện không? Kỳ thi mùa xuân, Đồng Lân ngạc nhiên, là con trai của Thái Phủ Tự Khanh, anh ta đương nhiên biết về kỳ thi mùa xuân. Thái Y Viện là nơi đào tạo các ngự y. Học sinh Thái Y Viện của Triều Lương, sau khi học xong các khoa như Đại Phương Mạch, Tiểu Phương Mạch, Phong Khoa, Nhãn Khoa, Sưng Viêm Khoa, nha Khoa, Châm Cứu Khoa, Kinh Châm Kiêm Thư Cấm Khoa, chỉ cần vượt qua kỳ thi mùa xuân mỗi 3 năm một lần là có thể vào làm việc tại viện ngự y. Đồng lân nhìn lục đồng do dự, lục đại phu định. Tôi muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay của Thái Y viện. Lục đồng nhìn anh ta. Đồng lân sững sờ. Kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện, như tên gọi, người tham gia thi đều là học sinh của Thái Y viện. Học sinh Thái Y viện hầu hết đều là con em gia đình có quan hệ rộng, không nói tất cả đều là con nhà quyền quý, ít nhất cũng là con của quan lại nhỏ. Để đảm bảo công bằng, mỗi năm Thái Y viện cũng đề cử một số đại phu dân gian không phải là học sinh của Thái Y viện, những đại phu này hầu hết đều đã có kinh nghiệm lâu năm, được người dân ở thịnh kinh tin tưởng, viện ngự y sẽ đặc cách cho họ cơ hội tham gia kỳ thi mùa xuân, cho phép họ vào viện ngự y. Nhưng, Lục Đồng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân Đồng lân bối rối hỏi, lục đại phu định vào viện ngự y. Lục đồng gật đầu. Đồng lân càng không hiểu, lục đồng làm y quán nhân tâm rất tốt. Nếu vào viện ngự y, bề ngoài có vẻ hào nhoáng hơn, nhưng không tự do như ở ngoài. Hơn nữa, các ngự y ở viện ngự y đều là học sinh của Thái Y Viện. Họ luôn coi thường những giả y từ bên ngoài vào, không biết sẽ bị họ bắt nạt thế nào. Hơn nữa, đồng lân nhìn lục đồng, anh ta không nghĩ Lục Đồng có thể vượt qua kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện. Dù Lục Đồng đã cứu anh ta, gần đây còn cứu cả mẹ con quận chúa Văn Đình, trước đây Xuân Thủy Sinh và Tiên Tiên bán rất chạy ở Thịnh Kinh. Nhưng các thầy ở Thái Y viện đều là ngự y của viện ngự y, Lục Đồng chưa từng học các môn y chính thức, làm sao có thể vượt qua kỳ thi mùa xuân với chín khoa? Những năm qua, các đại phu dân gian được đề cử tham gia kỳ thi mùa xuân số người vượt qua được đếm trên đầu ngón tay. Lục Đại Phu tại sao lại muốn vậy? Đồng lân tốt bụng khuyên, làm ngự y cũng chỉ là để kiếm thêm chút bạc, trong cung quy tắc nhiều hơn ở ngoài. Nếu Lục Đại Phu thiếu bạc, tôi có thể. Đồng thiếu gia, Lục Đồng mắt lời anh ta, cười nhẹ, khi tôi đến thịnh kinh, là để giữ gìn tâm nguyện của sư phụ, vào viện ngự y. Đồng lân bị nụ cười của người đẹp làm choáng vắng, tim nóng bừng lại nghe cô nói tâm nguyện của sư phụ liền cảm thấy khâm phục và thương xót những lời ngăn cản không thể nói ra chỉ cẩn thận hỏi chuyện này tôi có thể giúp gì không tôi nghĩ đồng đại nhân là thái phủ tự khanh chắc có quan hệ tốt với giới y học nếu có thể nói với bên y học một câu năm nay đề cử thêm một người là tôi nghe vậy đồng lân thầm thở phào nhẹ nhõm anh ta còn tưởng lục đồng nhờ anh ta giúp gian lận trong kết quả cuối cùng của kỳ thi mùa xuân. Mấy tháng trước vì vụ án cống cử, tất cả các kỳ thi của Triều Lương đều nghiêm ngặt hơn trước, không ai dám mạo hiểm vào lúc này. Nếu lục đồng thực sự đưa ra yêu cầu đó, anh ta cũng khó mà đồng ý, không ngờ chỉ là nhờ một suất dự thi. Chuyện này có gì khó? Đồng Lân cười nói, mỗi năm y học đề cử các đại phu dự thi còn không đủ số, chỉ là việc nhỏ, Lục Đại Phu cứ để tôi lo. Lục Đồng thần sắc thả lòng, biết ơn nói, vậy thì cảm ơn Đồng Thiếu Gia đã giúp đỡ. Trước mặt người đẹp trong mộng làm anh hùng cứu mỹ nhân, Đồng Lân cảm thấy sảng khoái, giọng nói cũng trở nên hăng hái hơn. Nói chuyện với Lục Đồng thêm vài câu, cho đến khi có bệnh nhân đến y quán, Lục Đồng bắt đầu bận rộn, Đồng Lân mới đứng dậy từ biệt, luyến tiếc rời đi. Đỗ trưởng quầy trốn sau rèm ăn hạt dưa nhìn theo bóng lưng đồng lân nhổ một miếng vỏ dưa vào túi vải lẩm bẩm không biết nói gì mà nói lâu thế cười đến rách cả mặt còn là thiếu gia thái phủ tự khanh nhìn chẳng ra gì ngân tranh bưng một khay cây ngải cứu vào tò mò liếc đỗ trưởng quầy một cái nói đỗ trưởng quầy ông thật kỳ lạ kỳ lạ chỗ nào đều là những kẻ có ý đồ với cô gái sao ông phòng bị phủ đại nhân kỹ thế sao không thấy ông ngăn cản đồng thiếu gia Đỗ trưởng quầy cách mấy ngày lại nói vài câu xấu về bùi vân ảnh trước mặt lục đồng, như sợ lục đồng bị bùi vân ảnh lừa. Còn đồng lân thì dán mắt vào lục đồng, đỗ trưởng quầy lại không nói gì thêm. Làm sao giống nhau được? Đỗ trưởng quầy lừa một cái, bùi vân ảnh đẹp trai thế, đồng lân xấu thế, các cô gái trẻ đều thích người đẹp. Lục đại phu rất có thể bị mặt đẹp của họ phù mê hoặc còn họ đồng. Cô ấy không để ý, tôi lo làm gì ngân tranh nghĩ ngợi ông sợ cô gái bị họ phù mê hoặc nên phản ứng như vậy đỗ trưởng quầy ông thích cô gái đang ghen sao khụ 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 đỗ trưởng quầy suýt bị vỏ dưa làm nghẹn khó khăn nhổ ra tức giận nói sao có thể vậy tại sao ông không có thái độ tốt khi nhắc đến phù đại nhân không măn hắn để hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ lục đại phu vào cửa nhà họ phu đỗ trưởng quầy cáu kỉnh nói Phụ nữ một khi lấy chồng sẽ không còn tự do, đặc biệt là những gia đình quan lại như họ. Nếu Lục đại phu thực sự theo họ phu, họ phu sau này sẽ không cho cô ấy ra ngoài khám bệnh nữa. Y quán của tôi khó khăn lắm mới có khởi sắc, làm thêm vài năm nữa có thể mua cửa hàng ở phía Nam thành phố. Họ phu muốn dụ dỗ Lục đại phu là cướp bạc của tôi. Cướp tiền của người như giết cha mẹ người ta, tôi gặp kẻ thù giết cha tôi có thể có thái độ tốt sao ngân tranh không ngờ suy nghĩ của đỗ trưởng quầy lại kỳ lạ như vậy cô cứng họng một lát mới nói thì ra là vậy tôi đã coi thường đỗ trưởng quầy rồi đỗ trưởng quầy nhét hạt dưa vào túi sớm bảo cô đừng xem những chuyện tình cảm lãng mạn đó mở rộng tầm nhìn đi ông ta vén rèm thở dài lục đại phu như con phượng hoàng vàng không thể để mấy thứ linh tinh mang đi hãy để cô ấy ở lại cái ổ gà rách nát này tô thêm lớp vàng cho cái ổ này ngân tranh ông ta ra ngoài bóng lưng đầy ngạo nghễ ngân tranh bĩu môi nhìn ông ta với vẻ đồng cảm nhỏ giọng nói điều đó chưa chắc đỗ trưởng quầy vẫn mơ tưởng giữ lục đồng y quán nhân tâm làm bảo vật chân quán lâu dài bên kia đồng thiếu gia sau khi nhận được yêu cầu của lục đồng chiều hôm đó liền đến hiệp hội y tế Người điều hành Hiệp hội Y tế đang nằm trên giường soạn danh sách đề cử các đại phu dân gian cho kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện năm nay, thấy thiếu gia Thái Phủ tự khanh đột nhiên đến, lập tức bỏ lò sửa trong tay, chân trần ra cửa đón. Đồng lân được một nhóm người hộ tống vào Hiệp hội Y tế, sau khi đóng cửa, anh ta nói rõ ý định của mình. Người điều hành liền vui vẻ vỗ ngực, chuyện nhỏ, việc gì đồng thiếu gia phải tự mình đến, chỉ cần nói một câu là được lại gần danh sách tên các y quán gửi đến, nghi hoặc nói, đồng thiếu gia nói người đó là, là, là lục đại phu của y quán nhân tâm. Nghe vậy, người điều hành hiểu ra, nhìn đồng lân với ánh mắt thay đổi, hóa ra là vị lục đại phu đó. Y quán nhân tâm nửa năm nay đã nổi tiếng trong giới y học ở Thịnh Kinh, nhưng không phải vì vị nữ y tên tuổi không mấy nổi bật đó làm ra hai loại thuốc mới mà là trước đây lâu tứ của tiệm thuốc chín nhận tiền của người khác muốn gây khó dễ cho y quán nhân tâm, hôm đó bị người của đồng phủ đến giúp đỡ làm cho chật vật. Chuyện này không lâu sau đã lan truyền trong giới y học. Y quán nhỏ bé của Tây Phú, sau lưng lại có sự giúp đỡ của Thái Phủ Tự Khanh. Hiệp hội y tế đối với tin đồn này vốn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay đồng thiếu gia đến tự mình cầu tình cho vị lục đại phu này, có vẻ tin đồn là thật người điều hành thầm ghi nhớ y quán nhỏ ở tây phố miệng thì đồng ý đồng thiếu gia yên tâm hiệp hội y tế mỗi năm đề cử các đại phu dân gian cho kỳ thi mùa xuân đều không đủ số cậu nói vậy ngược lại giải quyết vấn đề cho chúng tôi tôi sẽ lập tức ghi tên vào danh sách chắc chắn không làm lỡ kỳ thi mùa xuân năm nay của lục đại phu đồng lân mỉm cười cảm ơn lại nghe người điều hành khen ngợi một hồi rồi mới rời đi sau khi anh ta đi Tiểu đồng của người điều hành hỏi, đại nhân, vị lục đại phu đó rốt cuộc là ai, mà lại khiến đồng thiếu gia tự mình cầu tình. Dù đã chữa bệnh cho đồng lân, nhưng bản chất cô ta cũng chỉ là dân thường, thiếu gia thái phủ tự khanh không đáng phải vì cô ta mà chạy ngược chạy xuôi. Đồng lân hành động như vậy, rõ ràng là rất quan tâm đến việc này. Người điều hành hư một tiếng, ai mà biết. Ông ta xoa tay, tìm cơ hội nói chuyện này với đồng phu nhân hả sao còn phải nói với đồng phu nhân người điều hành gõ đầu tiểu đồng lắc đầu đi ra mốc ạ à, chúng ta không giúp không đâu ngoài cổng người hầu đỡ đồng lân lên xe ngựa gió lạnh buốt khiến người ta tay chân lạnh giá đồng lân hát hơi người hầu vội đưa lò sưởi tay cho anh ta xe ngựa rẽ một khúc dần dần rời khỏi phố dài người hầu không nhịn được hỏi thiếu ra ngài thực sự muốn giúp lục đại phu vào cung để một suất dự thi mà phải tự mình đi cầu tình, thiếu ra nhà họ đồng chưa từng phải chịu khổ như vậy. Đồng Lân cầm lò sưởi, nụ cười vẫn trên môi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến anh ta nhớ đến lúc ở y quán, da thịt chạm vào ngón tay lục đồng cũng nóng bỏng như vậy. Anh ta nói bâng quơ, chỉ là để cô ấy tham gia kỳ thi mùa xuân, cô ấy chưa chắc đã vượt qua. Những năm qua, ngoài học sinh của Thái y viện các đại phu dân gian được Hiệp hội Y tế đề cử có mấy người vượt qua. Thật ra những đại phu dân gian đó không kém về y thuật, nhưng thi cử và hành nghề đôi khi khác nhau, huống chi lục đồng còn trẻ như vậy. Đồng Lân biết rõ, dù để lục đồng tham gia kỳ thi mùa xuân, kết quả cuối cùng cũng khó lòng như ý. Nhưng hành động này có thể khiến anh ta chiếm được thiện cảm của người đẹp. Thật ra từ trước đến giờ, anh ta còn lo ngại sự phản đối của mẹ hơn cả sự xa cách của Lục Đồng. Nhưng hôm nay khác, cô chủ động quan tâm đến sức khỏe của anh ta, anh ta lại vì cô mà chạy đôn chạy đáo. Đồng lân tử thấy có thể nhận ra thái độ của Lục Đồng đối với mình đang mềm lại. Có lẽ, đối với anh ta, Lục Đại Phu không phải là hoàn toàn không có tình ý. Người hầu hỏi, nếu Lục Đại Phu không vượt qua kỳ thi mùa xuân thì sao? Vậy càng tốt. Người hầu ngẩn ra. Bánh xe cán lên đá xe ngựa lắc lư, đồng lân cúi đầu cầm lò sưởi đang trực rơi xuống, mắt ánh lên một tia cười. Vậy tôi sẽ trực tiếp đến cửa cầu hôn, đưa cô ấy vào cửa nhà họ đồng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 108, Hồ Ly Tinh. Lại qua mấy ngày, quả như ngân tranh dự đoán, thịnh kinh bắt đầu có tuyết rơi. Cây lý bên ngoài y quán treo đầy băng giá, con đường lát đá phủ một lớp tuyết mỏng dù ngày hôm sau trời quang, cái lạnh vẫn len lỏi qua giày tất vào lòng người. trong phòng khách, tỷ nữ dâng trà, đồng phu nhân đang trò chuyện với phu nhân kim từ phủ tà tàu thị lang của bộ hồ. từ sau khi chuyện nhà họ phạm xảy ra, đồng phu nhân đã cấm người nhắc đến nhà họ phạm. sau khi vụ án cống cử được giải quyết, hoàng thượng cũng không còn nổi giận với phủ thái phủ tự khanh. đồng phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng về một vấn đề mới mối liên hệ với phủ thái sư đã bị cắt đứt. Bà vốn định nhờ mối quan hệ với nhà họ Phạm để tiếp cận phủ thái sư, nên mới kết thân với Triệu Phi Yến. Ai ngờ nhà họ Phạm lại xảy ra chuyện, từ quan lớn thành tội nhân, suýt chút nữa còn liên lụy đến nhà mình. Hiện giờ Phạm Chính Liêm đã chết, cả thịnh kinh, bà thực sự không tìm được mối liên hệ mới. Suy nghĩ hồi lâu, đồng phu nhân nhắm vào phu nhân Kim. Phu nhân Kim là người hòa nhã, dễ gần, so với Triệu Phi Yến thì dễ tiếp cận hơn nhiều. Chỉ sau nửa ngày, Đồng phu nhân đã khiến phu nhân Kim gọi mình là muội muội đầy thân thiết. Gió nổi lên bên ngoài, tỷ nữ đóng chặt cửa sổ, Đồng phu nhân nhấp một ngụm trà, cười nói, nghe nói công tử nhà thái sư cũng đang làm việc ở bộ hộ, công tử nhà muội cũng chạc tuổi, nhìn lại con mình. Thật khiến người ta lo lắng. Muội muội đừng nói vậy, công tử nhà muội Khôi Ngô Tuấn Tú phong độ phi phàm chắc chắn sau này sẽ không thua kém gì công tử nhà thái sư phu nhân kim nói xong như nhớ ra gì đó thực sự muốn nói tiền đồ rộng mở thì phải nhắc đến công tử nhà công tước chiêu ninh công tử nhà công tước chiêu ninh chính là chỉ huy sứ của điện tiền ti sao đúng vậy đồng phu nhân tò mò hỏi tỷ có nghe được tin tức gì không phu nhân kim tỏ vẻ thần bí hạ giọng ta nghe phu quân nói hoàng thượng có ý định chỉ hôn cho thế tử của công tước chiêu ninh chỉ hôn đồng phu nhân ngạc nhiên hỏi tỷ có biết hoàng thượng định chỉ hôn cho ai không phu nhân kim thần bí cười hạ giọng hơn nữa nghe nói là tiểu thư của phủ thái sư đồng phu nhân ngỡ ngàng tiểu thư phủ thái sư chẳng phải là viên ngọc quý của nhà họ tề sao phu nhân kim tiếp tục ai cũng biết thái sư yêu con gái như châu báu thế tử nhà công tước chiêu ninh lại được hoàng thượng sủng ái nếu thực sự cưới tiểu thư nhà họ tề sau này làm sao ai dám xem thường hắn đồng phu nhân đặt chén trà xuống hỏi tỷ nói thật chứ ta cũng chỉ nghe phu quân nói chuyện còn chưa rõ ràng muội muội đừng nói cho ai biết kẻo ảnh hưởng đến danh dự của tiểu thư nhà họ tề đồng phu nhân gật đầu tất nhiên rồi trong lòng lại nặng trĩu chuyện chưa rõ ràng nhưng không phải không có căn cứ phu nhân kim nghe phu quân nói chắc chắn có tin tức gì đó nhưng nếu đồng lân thực sự cưới tiểu thư nhà họ tề vậy lục đồng thì sao đồng phu nhân dối như tơ vò bà vốn tưởng rằng lục đồng và đồng lân có quan hệ sâu đậm nên mới giúp đỡ lục đồng thậm chí còn giới thiệu nàng với các phu nhân khác trong buổi yến tiệc của phủ văn quận vương sau này lục đồng cứu đồng lăng và đồng lân Đồng phu nhân còn âm thầm cảm ơn, xem như đã tạo thêm mối liên hệ giữa lục đồng và đồng lân. Nhưng giờ đây, lại xảy ra chuyện này. Một là viên ngọc quý của phủ thái sư, một là nữ y sĩ của y quán nhỏ bé, ai cũng biết phải chọn ai. Nếu sau này đồng lân và tiểu thư nhà họ tề thành thân, khi sự việc lộ ra, tiểu thư nhà họ tề sẽ trách ai? Không phải là đồng phu nhân, người đã giúp lục đồng tiếp cận đồng lân sao? Bà phải làm sao bây giờ? Đồng phu nhân đau đầu, cho đến khi ra khỏi kim phủ, ngồi lên xe ngựa vẫn còn nghĩ về chuyện này. Tỷ nữ bên cạnh thấy bà tâm trạng không tốt, ngồi im như thóc. Đồng phu nhân cảm thấy tức ngực, càng thêm bực bội, liền kéo màn xe để hít thở không khí. Xe ngựa đi qua phố, để lại vết bánh xe trên tuyết mỏng. Đồng phu nhân nhìn ra xa. Buổi sáng sau tuyết trời lạnh, người qua lại không nhiều như thường ngày trước một quán bánh dầu một thiếu niên mặc áo dài màu tím đang vui vẻ nói chuyện với người bán bánh dầu đồng phu nhân nhìn kỹ không phải là thiếu niên thường đi theo đồng lân sao lần trước ở chùa vạn ân khi đồng lăng phát bệnh đồng phu nhân và lục đồng có chốt tranh chấp khi đó đồng lân xuất hiện thiếu niên đi theo hắn chính là người này hắn có vẻ đáng yêu tên là đoạn đoạn gì đó đồng phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi gọi xe ngựa dừng lại không cần tỷ nữ đỡ, bà nhanh chóng xuống xe ngựa. Trước quán nhỏ, đoạn tiểu yến mua hai cái bánh dầu, vui vẻ bỏ vào túi, chuẩn bị rời đi, thì nghe tiếng gọi phía sau, đoạn. Đoạn, đoạn tiểu yến quay đầu lại, thấy một tỷ nữ đưa một phụ nhân đẹp đẽ bước tới trước mặt mình. Phụ nhân biết ta sao? Hắn ngờ vực hỏi, người phụ nữ này trông quen, nhưng mỗi ngày hắn gặp nhiều người, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Phu nhân cười, giọng dịu dàng, hồi ở chùa Vạn Ân, nhờ công tử nhà ngươi giúp, con trai ta mới được cứu chữa. Nghe vậy, đoán tiểu yến lập tức nhớ ra, à, thì ra là đồng phu nhân. Nhưng lần đó, đồng phu nhân không thân thiện như bây giờ. Bà ta và hộ vệ cao lớn đi cùng thái độ kiêu ngạo, dường như muốn mọi người nhường đường cho họ. Đồng phu nhân gật đầu, mỉm cười nhìn quanh, sao hôm nay không thấy công tử nhà ngươi? đại nhân đang trực trong cung đoạn tiểu yến hỏi phu nhân có việc tìm đại nhân không có gì đồng phu nhân cười chỉ là dạo này ta đến y quán không thấy công tử đoàn chắc hẳn công việc bận rộn lắm đoạn tiểu yến hơi khó hiểu đại nhân đến y quán đồng phu nhân ánh mắt lóe lên sao công tử nhà ngươi dạo này không đến tìm lục đại phu tìm lục đại phu nghe vậy đoạn tiểu yến lập tức cảnh giác sau sự việc ở núi vọng xuân đoàn linh nhắc nhở hắn đừng gây rắc rối cho lục đồng đoạn tiểu yến nghĩ mãi cho rằng với tâm tính của lục đồng mình không phải là đối thủ của nàng chắc chắn sẽ bị nàng lừa dối một lần nữa vì vậy nghe đồng phu nhân nhắc đến lục đồng hắn muốn phủi sạch quan hệ tránh bị làm vật hy sinh phu nhân nói đùa đoạn tiểu yến nói nghiêm túc lục đại phu hành y ở ý quán đại nhân nhà ta làm quan trong cung trước đây không có qua lại gì làm sao có chuyện tìm người hơn nữa đại nhân và lục đại phu trong sạch không nên để lời đồn làm hại danh dự của lục đại phu hắn nghiêm túc cúi chào đồng phu nhân xin phu nhân đừng nói những chuyện này với người khác đồng phu nhân không nói gì chỉ nhìn hắn dường như đang kiểm tra xem hắn nói thật hay giả đoạn tiểu yến cố gắng mở to mắt tỏ ra chân thành nhất có thể một lúc sau Đồng phu nhân gật đầu, biết rồi, cảm ơn người đã nhắc nhở. Bà Như mất hứng, không nói thêm gì, quay người lên xe ngựa. Đoạn tiểu yến đứng yên một lúc, như mới tỉnh ra, bắt trước nói, đoạn thị về. Gió lạnh thổi tới, hắn hát hơi, lẩm bẩm thật khó nghe. Rồi lắc đầu bước đi. Đồng phu nhân trở về phủ, tỷ nữ giúp cởi áo ngoài, bà cầm lò sưởi ngồi nghiêng trên ghế, sắc mặt khó coi. Lục Đồng và Đoàn Linh thực sự đã cắt đứt quan hệ. Tên thì về họ Đoàn, lời nói rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ với Lục Đồng. Hắn là người của Đoàn Linh, lời hắn nói chắc chắn là ý của Đoàn Linh. Rõ ràng, không lâu trước đó Lục Đồng còn cứu Đoàn Lăng, nhưng bây giờ lại phủ nhận quan hệ với nàng, muốn làm rể nhà họ tề. Cũng đúng, đàn ông ai cũng như nhau, trở mặt còn nhanh hơn thay quần áo. Đồng phu nhân vừa mắng đoàn linh vô tình, vừa suy nghĩ đối sách. Đoàn linh vô tình như vậy, quay lưng lại phủi sạch quan hệ với lục đồng. Bà là người ngoài, dĩ nhiên phải giữ mình, sớm bày tỏ lập trường, tránh bị nhà họ tể tính sổ. Ai cũng cần một bao cát để chốt giận, bà hiểu mà. Người đi nói với thắng quyền, từ nay không được đến y quán nữa. Đồng phu nhân ra lệnh cho tỷ nữ, lục đồng đến, đưa ít bạc cho nàng ta, đừng để nàng bước vào cửa đồng phù. Bà không thể vô cớ làm kẻ chịu trận, dù sao bệnh của Lăng cũng đã đỡ. Sau này thỉnh thoảng mời quan y của Hàn Lâm Viện đến cũng được. Quan trọng là không làm ảnh hưởng đến tương lai của đồng gia. Tỷ nữ vâng giả, rồi một tiểu tư từ ngoài vào, cúi đầu đưa một tấm thiếp, phu nhân, người của y hành vừa đến, nói việc thi xuân đã xong, xin phu nhân xem qua. Đồng phu nhân đang bực tức, nghe vậy ngần người người của y hành đến việc thi xuân gì tiểu tư lẩm bẩm là thiếu gia dặn dò thiếu gia dặn dò thiếu gia dặn dò gì đồng phu nhân cầm tấm thiếp lật qua lật lại phịch một tiếng tiểu tư quỳ xuống bẩm phu nhân là thiếu gia nhờ y hành thêm tên lục đại phu vào danh sách thi xuân đồng phu nhân sắc mặt thay đổi ngươi nói gì trong phòng Đồng Lân đang băn khoăn trước đống y phục hoa lệ trên giường. Trên giường, có bộ áo lụa xanh, áo khoác tay rộng màu đen, áo lông trồn trắng. Đủ loại y phục thiêu đầy giường. Đồng Lân cầm một bộ áo màu xanh thẫm lên trước gương soi, nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu. Không được, quá sáng. Hắn định chiều nay đi y quán, đàn ông gặp người yêu cũng muốn mình trông bảnh bao một chút. Có lẽ gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, mấy ngày nay đồng lân cảm thấy đi đứng nhẹ nhàng việc thi xuân bên y hành đã xong tiếp theo là làm sao để lục đồng đồng ý lấy mình nghe mẹ nói lục đồng là người giang nam cha mẹ mất sớm không có anh chị em dù hắn muốn mời mai mối cũng không tìm được ai chi bằng tự mình nói với lục đồng thể hiện lòng thành đồng lân cầm áo khoác trước gương thầm nhủ lục cô nương hắn lấy hết can đảm nói Thực ra từ lần gặp ở chùa Vạn Ân, ta đã yêu mến nàng. Thời gian qua, nàng vì bệnh tình của ta mà vất vả, ta rất cảm kích. Chúng ta tuy mới quen, nhưng ta cảm thấy như quen biết đã lâu. Ta yêu nàng, ta muốn. Nói đến đây, hắn tự cảm thấy ngại ngùng, dường như lục đồng đang ngồi trước mặt. Hắn không dám nhìn vào gương, chỉ cúi đầu nói tiếc. Ta muốn lấy nàng làm vợ, ngày ngày bên nhau, chia sẻ mọi thứ, được không? bỗng một giọng nói ngắt lời không được đồng lân giật mình quay lại thấy đồng phu nhân không biết từ khi nào đã đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn mẫu thân đồng lân ngẩn người rồi đỏ mặt sao mẫu thân lại đến ta lại không nên đến đồng phu nhân lạnh lùng cười bước tới hai bước ném tấm thiếp vào mặt đồng lân xem ngươi làm gì này đồng lân cúi đầu nhìn tấm thiếp trên đó có tên y hành nổi bật hắn trột giả, mẹ biết chuyện mình đến y hành. Quả nhiên, chưa kịp nói, đồng phu nhân đã mở miệng, nếu không phải người của y hành mang thiếp đến, ta còn không biết con trai ta lại có lòng tốt, vì một nữ y sĩ mà chạy vậy khắp nơi. Đồng lân, người thực sự tài giỏi. Đồng phu nhân nhìn đồng lân, ánh mắt không che giấu sự giận dữ. Bà mới quyết định cắt đứt quan hệ với lục đồng, tránh sau này bị nhà họ tề tính sổ thì phát hiện con trai mình đã nhờ y hành thêm tên lục đồng vào danh sách thi xuân bà làm sao không giận được lục đồng đẹp tính cách trầm tĩnh đồng phu nhân sớm nhận ra đồng lân mỗi lần gặp nàng ánh mắt không rời nhưng may là lục đồng biết điều không gần gũi đồng lân còn có quan hệ với đoàn linh nên bà không để ý nhưng giờ khác rồi giờ lục đồng đã bị đoàn linh bỏ rơi một cô gái cô độc không nơi nương tựa ở thịnh kinh chắc chắn sẽ tìm kiếm chỗ dựa tốt đồng phu nhân ban đầu còn thương cảm lục đồng nhưng khi biết đồng lân đã giúp lục đồng hối lộ y hành thì sự thương cảm đó tan biến con trai bà ngoan ngoãn chưa bao giờ biết nhờ vả ai làm sao lại nghĩ ra việc này chắc chắn là bị ai đó xúi dục không cần nghĩ chắc chắn là lục đồng lục đồng thấy không còn hy vọng với đoàn linh liền chuyển sang đồng lân đồng phu nhân nắm chặt tay bà đã đánh giá thấp lục đồng đồng lân nhìn mẹ bước lùi lại lúng túng mẹ lục đại phu muốn dự thi xuân con chỉ là thuận miệng nhờ y hành giúp một chút nàng đã cứu mạng con làm người nên biết ơn biết ơn đồng phu nhân cười lạnh nhà ta thiếu tiền trả công sao nàng là y sĩ con là bệnh nhân nhận tiền chữa bệnh là lẽ đương nhiên cần gì ngươi phải biết ơn ta thấy nàng muốn dự thi xuân chỉ là cái cớ muốn lợi dụng con mới là thật đồng lân nghe vậy lo lắng không liên quan đến lục đại phu con tự nguyện giúp nàng càng nghe con nói đồng phu nhân càng tức giận tin chắc đồng lân đã bị lục đồng mê hoặc ngươi bị hồ ly tinh lừa rồi ta nói cho ngươi biết ta đã báo y hành xóa tên nàng khỏi danh sách thi xuân việc này nhà họ đồng không giúp ngươi cũng đừng mong dính líu gì đến nàng mẹ đồng lân mắt đỏ lên sao mẹ lại vô lý thế? Ta vô lý, đồng phu nhân giận dữ. Con trai bà ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời bà, nay lại vì một nữ y sĩ mà tranh cãi. Thật kỳ lạ, chắc chắn là bị ai đó xúi dục. Bà bước tới, nhìn giường đầy quần áo màu sắc rực rỡ, càng thêm tức giận, cười lạnh, từ khi ở chùa Vạn Ân ta đã thấy, người mê mẩn hồ ly tinh đó. Ta nghĩ rằng thời gian trôi qua ngươi sẽ tỉnh ra. Ai ngờ ngươi vẫn ngủ quáng. Hồ ly tinh đó tiếp cận ngươi, không phải muốn vào nhà họ Đồng sao? Đừng hòng. Mẹ, Đồng Lân rậm chân, Lục đại phu chưa từng làm gì sai, tất cả là con đơn phương. Ngươi còn bênh nàng ta? Mẹ, Đồng phu nhân giận dữ, Đồng Lân càng bênh vực Lục Đồng, bà càng tức giận, ngươi là con nhà Đồng, nàng ta chỉ là y sĩ của y quán tồi tàn, cả ngày lộ mặt ngoài đường, không chút phép tắc. Người chưa cưới, đã muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Người muốn cưới một nữ y sĩ thấp hèn làm thiếp. Lời nói của bà thật cay nghiệt, đồng lân nóng giận, cưới làm thiếp thì sao, con muốn cưới nàng làm vợ. Chát một tiếng, căn phòng im lặng, đồng phu nhân ôm ngực, giận run người, tỷ nữ bên cạnh sợ bà ngất xỉu, vội đỡ lấy bà. Đồng lân kiên quyết đứng yên, mặt đỏ bừng in dấu tay. Đồng phu nhân nhìn con, ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay đầu, bước nhanh ra ngoài. Đóng cửa. Từ hôm nay, nhốt thiếu gia trong phủ, không cho ra ngoài. Chương 109, lại gặp hắn. Cơn sóng gió ở phủ thái phủ Tự Khanh, Lục Đồng tạm thời chưa biết đến. Thời tiết ngày càng lạnh, cành cây mai trước cửa sổ trong sân đã bắt đầu nhú nụ, không lâu nữa, cây mai sẽ nở hoa. Sau một trận tuyết rơi, Đường Tây phố đầy tuyết và sương. A à thành quét tuyết trước cửa y quán, chất đống thành một con sư tử tuyết. Con sư tử tuyết chất đống khá thô sơ, chỉ có bốn chân sơ sài, một cái đầu to, hai quả táo đen làm mắt, trông rất dữ dằn trước cửa y quán. Hồ viên ngoại mắt không tốt, lúc vào cửa không nhìn rõ, ngã một cái thật mạnh. Đỗ Trường Khanh hoảng hốt, vội vàng đỡ ông lão vào trong y quán ngồi sợ ông ta ngã ra chuyện gì không hay. Ngân tranh mang khay trái cây từ trong phòng ra, đưa cho hồ viên ngoại một quả lê đông lạnh, cười hỏi, hồ lão tiên sinh sao lại đến đây? Quả lê đông lạnh rất mới, ngân tranh đặt lê trong thùng đá ngoài sân vào ban đêm, sáng hôm sau sẽ kết thành một lớp vỏ băng, sau đó mang vào để khoảng 4 đến 5 giờ, rồi lại đặt ra ngoài đóng băng lần nữa. Sau vài ngày, khi vỏ lê trở nên đen sẫm thì có thể ăn. Lê đông lạnh có vị ngọt mát, nước nhiều, A Thành có thể ăn vài quả một lần. Hồ viên ngoại lấy khăn lau sạch vỏ lê, mốt một miếng, lạnh đến run lên, một lúc sau mới nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là đến thăm ngươi. Nhân tâm y quán giờ đã khác xưa, thu nhập hàng tháng không thấp, ông là khách quen cũng không cần thường xuyên đến ủng hộ con trai của bạn như trước. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự hài lòng. Đỗ Trường Khanh cũng đã có thể tự lập. Hồ viên ngoại ăn vài miếng lê, nhớ ra gì đó, nói với Đỗ Trường Khanh, Đỗ Trường Khanh, hữu tài bây giờ không còn ở Tây Phú, sống ở nhà của chủ nhân ngoài thành. Căn phòng ở hàng cá nhờ ta cho thuê lại, người gần hàng cá, có thời gian thì đi xem, đừng để người khác làm hỏng phòng của hữu tài. Từ sau lần gặp mặt vào trung thu, ngô hữu tài không còn xuất hiện ở Tây Phú. Lục đồng ôm hũ thuốc bước ra, vừa nghe thấy hồ viên ngoại dặn dò đỗ trường khanh liền hỏi ông ấy giờ có khỏe không hồ viên ngoại lau sạch nước lê trên dâu khỏe lắm nhà mời ông ấy làm thầy giáo rất rộng rãi tiền bạc nhiều đối đãi cũng tử tế tháng trước ta gặp ông ấy một lần tinh thần tốt hơn nhiều lục đồng gật đầu vậy thì tốt nghe nói ngô hữu tài sống khá tốt đang nói chuyện bên ngoài có tiếng xe ngựa phố tây hẹp đa phần là tiệm của dân thường ngoài những người như hồ viên ngoại chân không tiện cần xe ngựa bình thường hiếm có xe ngựa đến xe ngựa dừng trước cây mai từ xe ngựa bước xuống vài bà tử đi về phía y quán bà tử dẫn đầu mặc áo khoác dài bằng lụa sáng búi tóc phụ nữ tay chân lanh lẻ trông có vẻ lợi hại đến cửa y quán thì dừng lại đứng bên ngoài gọi một tiếng lục đại phu lục đồng ngẩng đầu nhìn vương ma ma người đến là vương mama ở phủ thái phủ tự khanh trước đây vài lần đến đồng phủ đồng phu nhân đều nhờ vương mama đưa lục đồng về tây phú vương mama lanh lẽ là cánh tay đắc lực của đồng phu nhân lục đồng đã tiếp xúc vài lần mỗi lần đều được đối xử lịch sự nhưng hôm nay có vẻ khác thường vương mama đứng trước cửa sau lưng là mấy bà tử to lớn trông như đến đòi nợ cảnh tượng không nhỏ xe ngựa của Thái Phủ tự khanh lại quá nổi bật. Một lúc sau, các chủ tiệm xung quanh đang buồn ngủ vì sáng sớm liền tỉnh táo hẳn, tò mò nhìn về phía này. Lục đồng bước đến trước mặt vương ma ma, nhẹ giọng hỏi, vương ma ma sao lại đến đây? Vương ma ma đánh giá người trước mặt. Sau trận tuyết lớn, con đường như ngọc, lục đồng đứng dưới mái hiên đỏ rực, mặc áo nhỏ màu xanh đậm, váy trắng, tóc cài một đóa hoa lụa trắng, không trang điểm, Càng làm nổi bật mái tóc đen như mây, lông mày và mắt thanh tú. Trong cái lạnh của mùa đông, trông nàng như một đóa hoa mai lạnh lẽo nở rộ, vô cùng cuốn hút. Vương Ma Ma thầm nghĩ, không ngạc nhiên khi trước đây có thể lọt vào mắt xanh của Bùi Vân Ảnh, sau đó lại mê hoặc thiếu ra nhà mình đến mức điên đảo, chỉ nói về nhan sắc, lục đồng quả thật nổi bật giữa các quý nữ của Thịnh Kinh. Đáng tiếc, lòng cao hơn trời, mạng mỏng như giấy một nữ y sĩ bình thường lại muốn bay lên làm phượng hoàng dẹp bỏ khinh thường trong lòng vương ma ma nhìn lục đồng cười giả là ta hôm nay đến theo lệnh của phu nhân muốn nói với lục đại phu một câu mời vương ma ma nói vương ma ma ngừng lại cố tình nói to chuyện lục đại phu nhờ thiếu gia nhà ta đề cử tham gia kỳ thi xuân của y hành năm nay e rằng không được rồi lục đồng sững sờ đỗ trường khanh ngơ ngác Thi Xuân? Thi Xuân gì? Các chủ tiệm xung quanh cũng cố vươn cổ nghe ngóng. Vương Ma Ma cười, như sợ người xung quanh không hiểu, từ từ giải thích. "Lục đại phu nhờ thiếu gia nhà ta xin y hành cho một ân huệ, cho phép năm nay tham gia kỳ thi Xuân. Thiếu gia nhà ta lòng tốt, đồng ý ngay. Phu nhân nhà ta biết được, nói chuyện này không thỏa đáng. Thiếu gia không hiểu, hàng năm y hành đều có danh sách đề cử." Thái phủ tự khanh chúng ta tự tiện can thiệp, nếu truyền ra ngoài, không phải sẽ nói chúng ta lạm dụng quyền lực sao? Lục Đại Phu, Vương Ma Ma thở dài, giọng điệu khó xử, ngài cũng biết chuyện trường thi năm nay, ai dám giúp đỡ ngài trong lúc này. Vì vậy phu nhân nhờ ta đến giải thích với ngài, tránh để ngài hy vọng vô ích. Bà ta nói rất chân thành, lại đặc biệt rõ ràng, mọi người xung quanh dần dần hiểu ra. Hồ viên ngoại nghi ngờ nhìn lục đồng, Lục đại phu, ngài muốn tham gia kỳ thi xuân của Y hành. Hàng năm kỳ thi xuân của Y hành, không nói đến học sinh của Y hành, những đại phu lão luyện được đề cử cũng ít người qua được. Lục Đồng đứng trước cửa y quán, nhìn qua một lần cảnh tượng trước mắt. Đám bà tử này đến khi thế đùng đùng, đã đạp nát con sư tử tuyết vốn đã thô sơ, chỉ còn hai quả táo đen lẫn trong đống tuyết, không phân biệt được hình dáng ban đầu lục đồng ngẩng đầu lạnh lùng nói thì ra là vậy ta hiểu rồi nàng ban đầu không nhờ đồng phu nhân mà nhờ đồng lân là vì đồng phu nhân thận trọng nàng đề xuất muốn thi xuân đồng phu nhân chắc chắn sẽ gây rắc rối nhưng không ngờ đồng lân lại bị phát hiện lục đồng không phải không nghĩ đến việc bị đồng phu nhân phát hiện sẽ không vui nhưng nàng không ngờ đồng phu nhân lại hành xử như vậy lại bảo vương ma ma đến y quán gây chuyện dù có nể mặt Bùi Vân Ảnh cũng không nên. Dù sao đồng phu nhân luôn nghĩ rằng nàng và Bùi Vân Ảnh đã có tình cảm sâu đậm. Giờ lại làm căng như vậy, không biết là vì sao? Lục đồng đang suy nghĩ, nét mặt lạnh nhạt của nàng lọt vào mắt vương ma ma, trở thành sự khiêu khích vô nghĩa. Vương ma ma sắc mặt hơi khó coi. Phải biết hôm qua sau khi đồng phu nhân và đồng lân cãi nhau, đồng phu nhân tức giận đến mức suýt ngất sau đó nằm trên giường không dậy nổi. Còn lục đồng lại có thể bình tĩnh như vậy, chẳng phải là tin rằng thiếu gia nhà mình nhất định sẽ vì nàng mà cãi lời gia đình sao? Vương Mama nhếch miệng, giọng điệu có phần châm biếm. Nói thật, lục đại phu có chi hướng cao là điều tốt, nhưng đôi khi cũng phải nhìn xuống chân mình. Kỳ thi xuân toàn là học sinh của y hành, lục đại phu không cần phải chen vào. Lục đồng chưa kịp nói, đỗ trường khanh đã nhíu mày, bà nói gì vậy vương ma ma cười giả là ý ta là ai làm việc nấy phải nhận ra thân phận của mình đỗ trường khanh vốn đã kiên nhẫn nhiều giờ nghe thấy như lửa thêm dầu lập tức xông lên chửi bà nói ai phải nhận ra thân phận bị ngân tranh kéo lại vương ma ma không để ý đến đỗ trường khanh đang tức giận chỉ nhìn lục đồng cười nói nói thật cũng đừng trách ta nhiều lời lục cô nương sau này tốt nhất đừng gặp riêng thiếu gia nhà ta nữa lục cô nương mồ côi cha mẹ thiếu hiểu biết về quy tắc nam nữ có khác truyền ra ngoài không tốt cho danh dự của cô nương lời này vừa dứt ngân tranh sắc mặt thay đổi lời nói này rõ ràng ám chỉ lục đồng không được cha mẹ dạy dỗ lại không biết xấu hổ mà lao vào đồng lân phải biết hôm nay trước cửa y quán có nhiều người mọi người vốn dĩ đã yêu cầu cao về nữ nhân lục đồng lại làm việc ngoài trời lời này như dội một chậu nước bẩn lên người nàng sau này hàng xóm ở tây phố và người ngoài sẽ nghĩ sao về lục đồng vương ma ma này rõ ràng muốn hủy hoại danh dự của nàng lục đồng lạnh lùng nhìn người trước mặt danh dự gì đó nàng không quan tâm nhưng khi nói đến cha mẹ nàng nàng bước tới một bước định phản công bỗng nghe thấy một giọng nói trong đám đông đồng thiếu ra đó là ai ta đã gặp chưa? Tôn quá phụ cầm một nắm hạt dưa, đứng trong đám đông xem náo nhiệt. Tống thẩm nhiệt tỉnh đáp, thiếu gia của thái phủ tự khanh, lần trước đến y quán ta đã chỉ cho ngươi rồi, không cao lắm, hơi mập, tính tình tốt. Tôn quá phụ nghĩ ngợi một lúc, mắt sáng lên, thì ra là người đó. Rồi nghi hoặc nhìn lục đồng, người đó chẳng đẹp, lục đại phu tìm hắn làm gì. Quả phụ xinh đẹp mặc áo xanh nước biển tươi tắn, trang sức vàng bạc lấp lánh giọng nói nhẹ nhàng một lúc sau nhiều người đều nhìn nàng tôn quá phụ thấy mọi người nhìn nàng ngừng nhai hạt dưa vô tội nói sao vậy ta nói sai gì à lục đại phu ý quán đã gặp bao nhiêu mỹ nam tử đồng thiếu gia không đẹp bằng tam lang nhà ta càng không nói đến vị tiểu thiếu gia đẹp trai của bùi vân ảnh dù sao đỗ trường khanh cũng không tệ đỗ trường khanh lục đại phu xinh đẹp y thuật giỏi, sao có thể coi trọng đồng thiếu gia? Thật là lừa người. Vương ma tức giận, ngươi. Tôn quá phụ thản nhiên vuốt tóc mai, giả vờ không thấy ánh mắt giận dữ của bà tử. Nàng nhìn người đều nhìn mặt, đồng thiếu gia so với bùi vân ảnh thiếu gia kém xa, ngay cả một quá phụ như nàng còn không thích, huống chi là lục đại phu trẻ tuổi. Hơn nữa, nàng tuy mất chồng sớm, nhưng không phải kẻ ngốc, những chuyện trong phủ cũng không phải không biết bà tử này sáng sớm đến y quán diễn một vở rõ ràng là muốn hủy hoại danh dự của lục đồng cùng là hàng xóm lục đồng trước đây với loại thuốc tiên tiên giúp đái tam lang trở thành phan ăn bán thịt sau đó lại có bạn là bùi vân ảnh thiếu gia đẹp trai dù vì lợi ích của mắt mình nàng cũng phải giúp lục đồng một tay tôn quá phụ thở dài thân phận quy phái có gì hay phụ nữ chọn chồng tất nhiên phải chọn người đẹp sau này sinh con cũng đẹp nhìn cũng vui sinh con xấu thì ồ thật là khổ cho đời sau đúng 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 tống thẩm tiếp lời là đàn ông mà lùn thì không được nghe thấy đám phụ nữ lắm mồm nói bóng gió mặt vương ma ma xanh mét bà ta vốn định làm bẽ mặt lục đồng chức ý quán để xả giận cho phu nhân ai ngờ đám người tây phú lại không biết điều như vậy thiếu gia nhà bà là người thế nào trong miệng đám phụ nữ điên này lại thành kẻ bị ghét bỏ bà ta muốn nói thêm vài lời nhưng lại sợ cãi nhau với đám đàn bà dài lưỡi này truyền ra ngoài mất mặt phủ thái phủ tự khanh nếu phu nhân biết được chuyện hôm nay chắc chắn bệnh sẽ nặng thêm vương ma ma căm hận nhìn đám người nói chuyện cố nén giận nhìn lục đồng lục cô nương có nhiều người ủng hộ ta không thể tranh cãi lời đã nói hết lục cô nương tự lo lấy bà ta không quên châm chọc còn chuyện thi xuân lục cô nương tìm người khác đi với tài năng của cô nương qua được kỳ thi chỉ là sớm muộn ta xin chúc mừng trước nói xong lạnh lùng quay lưng gọi đám bà tử lên xe ngựa đi thôi đỗ trường khanh chửi đồ khốn xe ngựa lăn bánh rời khỏi y quán để lại dấu vết trên nền tuyết bên ngoài đám người xem náo nhiệt chưa giải tán hết Tôn Quá Phụ và Tống Thẩm tiến lên, Tống Thẩm vỗ vai Lục Đồng, chỉ là Thái Phủ tự khanh, sao lại khinh người như thế, Lục cô nương đừng sợ, cô gái trẻ nhạy cảm, không tiện nói, ta thì nói được. Đúng vậy, Tôn Quá Phụ cũng an ủi, loại người này ta gặp nhiều rồi, dựa vào chốt cuộc cải, tưởng con trai mình ai cũng thèm muốn, không biết Tây Phú này thiếu Mỹ Nam hay sao. Thiếu gia Thái Phủ tự khanh thì sao, bị mẹ đè nén thế này, chắc chắn bỏ đi rồi không bằng tam lang nhà ta đỗ trường khanh không kiên nhẫn đứng trước cửa đẩy người ra ngoài nói đủ chưa đây là y quán chứ không phải quán trà đi 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 đừng cản trở việc buôn bán của ta hồ viên ngoại nhìn đám người dần giải tán hỏi lục đồng lục đại phu thật muốn thi xuân lục đồng gật đầu ông lão nghĩ ngợi ta có quen biết người ở y hành lục đồng ánh mắt sáng lên hồ lão tiên sinh có cách hồ viên ngoại khoát tay không dám nói chắc nhưng nếu lục đại phu thật sự muốn tham gia ta sẽ cố gắng giúp nhưng ông liếc nhìn lục đồng ho khẽ đợi lục đại phu quyết định rồi hãy nói trời không còn sớm phu nhân ta còn đang đợi ở nhà ta cũng nên về nói xong chào lục đồng rồi vội vã rời khỏi y quán hồ viên ngoại đi rồi lục đồng đứng trước cửa quay đầu lại đối diện với ánh mắt chất vấn của đỗ trường khanh ngân tranh và a thành đứng ở góc tường không dám thở mạnh dừng lại một chút lục đồng đi vòng qua đỗ trường khanh vào trong phòng đỗ trường khanh đi theo sau không ngừng chất vấn nói đi ngươi khi nào đã lén lút tìm đến đồng lân ánh mắt đầy phẫn nổ giọng điệu đầy oán trách như thể vừa bị đội mụ xanh thấy lục đồng không trả lời hắn nâng cao giọng chất vấn tại sao ngươi phải lén lút tìm người tham gia thi xuân năm nay? Bởi vì ta muốn vào viện Thái Y, Lục Đồng nói. Đỗ Trường Khanh sững sờ. Lục Đồng quay lại, nhìn hắn bình tĩnh nói, chẳng phải ngươi đã nói sao, mở rộng tầm nhìn, kiếm tiền của người giàu. Ta đã suy nghĩ, nếu cứ ở Tây Phú làm y sĩ, rất khó để nổi bật. Nếu ta vào viện Thái Y, làm Thái Y, phục vụ cho các quan lại, nếu có thể cứu được một hai người, có lẽ sẽ thăng tiến lời này nghe rất có vẻ thực dụng và lạnh lùng người đang nói đùa sao đỗ trường khanh cười khẩy vì thăng tiến mà vào viện thái y người nghĩ ta sẽ tin hắn nhìn chằm chằm lục đồng đôi mắt luôn lười biếng giờ đây ánh lên sự sắc bén nói đi tại sao ngươi nhất định phải vào viện thái y lục đồng im lặng ngân tranh cười bước tới hòa giải đỗ trường khanh cũng biết Cô nương nhà ta đến kinh thành là để tìm vị hôn phu. Cô ấy bị đặt vài câu, vị hôn phu của cô nương nhà ta đang làm việc trong cung. Chỉ có vào cung mới có cơ hội gặp hắn. Đỗ Trường Khanh không để ý đến cô, vẫn nhìn chằm chằm Lục Đồng, Lục Đồng bình tĩnh đối diện với hắn, một lúc sau, cô nói, "Ta." "Thôi," Đỗ Trường Khanh đột nhiên ngắt lời, cau mày đầy khó chịu, "Ngươi và ta chỉ là quan hệ chủ tớ." ngươi tìm vị hôn phu hay thăng tiến thì liên quan gì đến ta ta không muốn nghe hắn vung tay áo quay đầu bước ra ngoài sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo đi đây a thành thấy hắn ra khỏi cửa y quán vội nhìn lục đồng và ngân tranh chạy theo sau gọi chủ nhân đợi ta với ngân tranh bước tới bên cạnh lục đồng nhìn bóng dáng hai người rời đi lo lắng nói cô nương đỗ trường khanh thật sự giận rồi Lục Đồng cúi mắt, không nói. Từ đầu xuân cô đến kinh thành, vừa đến đã gặp Đỗ Trường Khanh, sau đó luôn ở Tây Phú làm y sĩ tại Nhân Tâm Y Quán. Cô tận mắt chứng kiến Nhân Tâm Y Quán từ một y quán nhỏ tồi tàn đến giờ có thể duy trì các chi phí. Người ta thường thêm vài phần tình cảm với những người đã cùng trải qua gian khó. Huống hồ Đỗ Trường Khanh luôn đối xử với cô như có tình cảm của một chú chim non. Nếu cô thật sự qua được thi xuân, nhân tâm y quán không còn y sĩ ngồi quán, đối với đỗ trường khanh, một thời gian sẽ không có chỗ dựa. Dù tìm y sĩ mới thay thế vị trí của cô, nhưng trong mắt đỗ trường khanh, hành động này của cô chẳng khác gì phản bội. Vì vậy hắn tức giận. Ngân tranh hỏi, cô nương thật sự quyết tâm tham gia thi xuân. Một lúc sau, lục đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Phủ thái sư khó tiếp cận, như một tấm chắn sắt, y quán nhỏ ở Tây Phú không đủ để cô tiếp cận những người quyền quý viện thái y thì khác các thái y đó phục vụ cho các quan lại trong triều bộ hộ bộ binh bộ thượng thư cô sẽ có cơ hội tiếp cận họ chỉ cần tiếp cận được họ cô sẽ tìm được cơ hội hành động đây là cách trực tiếp nhất lục đồng giơ tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ngực nơi đó dường như có một nỗi đau mờ mịt đang lan tỏa cô không thể mãi bị động chờ đợi Cô không có nhiều thời gian để lãng phí. Đỗ Trường Khanh cả ngày không trở lại y quán. Tin tức từ phủ thái phủ Tự Khanh dường như đã thực sự làm hắn giận, ngay cả A Thành cũng không được phép về y quán mang tin. Lục Đồng và Ngân Tranh bận rộn cả ngày, y quán đóng cửa, đêm đến tuyết bắt đầu rơi. Trong sân tuyết dày thêm, bước chân trên nền tuyết phát ra tiếng kêu xào xạc. Đèn lồng treo dưới mái hiên chiếu sáng nền tuyết đỏ rực. Ngân Tranh đặt những chiếc đèn cam mà A Thành nhờ làm trên bậu cửa sổ. Những chiếc đèn cam được đặt thành hàng, vỏ cam tròn trịa, bên trong đổ đầy dầu, khi đốt lên trong đêm tuyết, từng ngọn đèn sáng lấp lánh, như những viên ngọc, làm đêm đông lạnh lẽo thêm phần sống đông. Lục đồng đứng trước cửa sổ, nhìn ra xa. Trong sân tuyết bay mịt mù, gió bắc thổi mạnh, bông tuyết từ trên cao bay xoáy xuống, một hai bông rơi vào trong phòng, chưa kịp chạm vào tay đã tan thành giọt nước, biến mất. Lục Đồng thu tay lại. Ngân Tranh từ ngoài cửa bước vào, phủi sạch bông tuyết trên người, cười nói: "Tuyết ở kinh thành thật lớn, ở Tô Nam ta cả năm khó có lần nào thấy tuyết." Nhớ lần trước ở Tô Nam có tuyết, đã là rất nhiều năm trước. Lục Đồng cũng cười: "Tô Nam ở vùng đất phía nam, ít khi có tuyết. Nhưng trên đỉnh Lạc Mai lại khác, trên núi cao, vào mùa đông" cả ngọn núi trắng xóa, chỉ sau một đêm, sáng dậy mở cửa chỉ thấy một màu trắng tinh khôi. Không biết ngày mai Đỗ Trường Khanh có trở lại y quán không? Ngân Tranh thở dài, hy vọng hắn đừng giận quá lâu, vài ngày nữa là ngày phát lương tháng. Nụ cười của Lục Đồng nhạt dần. Thực ra khi cô lần đầu tiên tìm đến Nhân Tâm Y quán làm y sĩ, không nghĩ sẽ ở lâu dài. Chỉ là cây cầu trên con đường trả thù, có thể là Nhân Tâm Y quán cũng có thể là hạnh lâm đường miễn là có thể đến đích cây cầu nào cũng không khác biệt nhưng không ngờ vô tình cô đã ở tây phố quá lâu đến mức bây giờ khi cô đột ngột rời đi đỗ trường khanh sẽ giận dỗi a thành sẽ tiếc nuối mối quan hệ giữa người với người luôn kỳ diệu nhưng đôi khi sự ràng buộc là gánh nặng và cô không cần gánh nặng ngân tranh đóng cửa sổ lục đồng cầm đèn dầu trên bàn định đi về phía giường vừa mới bước đi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bùm bùm có người đang gõ cửa y quán ngân tranh ngạc nhiên nhìn lục đồng sắc mặt dần trở nên lo lắng muộn thế này ai lại đến gõ cửa từ sau lần mạnh tịch yên phái người ám sát lục đồng ngân tranh luôn cảm thấy bất an dù sao hai cô gái ở một mình dù có binh lính tuần tra phố phường vẫn rất đơn độc hay là đỗ trường khanh ngân tranh đoán đỗ trường khanh sáng nay giận dỗi bỏ đi có lẽ giờ đã suy nghĩ lại hoặc không nghĩ thông suốt nên nửa đêm đến y quán làm loạn lục đồng đưa tay cầm một cây châm hoa trên bàn trang điểm đi về phía cửa ta đi xem ngân tranh theo bản năng nắm lấy tay áo cô lục đồng lắc đầu không sao hai người cẩn thận đi đến trước cửa y quán tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại ngân tranh nâng cao giọng hướng ra ngoài hỏi ai đấy không ai trả lời lục đồng dừng lại một tay nắm chặt cây châm hoa tay kia kéo cửa mở một khe hẹp lập tức gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết thổi vào gió bắc thổi mạnh tuyết trắng phủ kín con phố dưới mái hiên đỏ rực một hàng đèn lồng đỏ đông đưa trong gió tuyết ánh sáng yếu ớt dường như cũng bị đông cứng bên ngoài không có ai chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây ngân tranh nhìn ra ngoài nghi ngờ nói ừm sao không có ai lục đồng nhíu mày đóng cửa lại bên ngoài không có ai nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi không phải ảo giác cô đang suy nghĩ bỗng cảm thấy vai bị vỗ nhẹ ngân tranh kêu lên kinh ngạc lục đồng trong lòng lạnh lẽo không nghĩ ngợi nhiều cây châm trong tay không do dự đâm về phía sau xì một tiếng lập tức tay cô bị ai đó nắm lấy có người từ phía sau giữ chặt cánh tay cô khiến cô không thể động đậy Xuyệt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đừng động, là ta. mười 110, che giấu hắn. Gió tuyết còn mang lại cây lạnh chưa tan, ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhảy múa, chiếu rõ khuôn mặt người đến. Ngân tranh kinh ngạc nói, bùi đại nhân. Lục đồng hơi dừng lại, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng, người phía sau cũng buông tay khỏi cô, lục đồng quay lại nhìn người trước mặt. Thì ra là bùi vân ảnh trong căn phòng hẹp của y quán hắn mặc một bộ y phục màu đen gần như hòa lẫn với bóng tối thần thái tự nhiên ung dung như thể người đột nhập vào nhà dân ban đêm là người khác có một mùi máu tanh nhẹ từ người hắn phát ra bùi vân ảnh liếc nhìn cây châm hoa trong tay lục đồng ánh mắt thoáng qua một chút ý cười đùa cợt may mà ta hành động nhanh trên đó không có độc chứ lục đồng cất cây châm vào tay áo bình tĩnh nói đại nhân làm gì ở đây? Nửa đêm đến gõ cửa y quán, lại còn ăn mặc thế này, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ. Có chút rắc rối, bùi vân ảnh thở dài, muốn mượn chỗ này của cô để tạm lánh. Giọng hắn tự nhiên như thể hắn và lục đồng là bạn lâu năm, việc đưa ra yêu cầu này chẳng có chút do dự, làm ngân tranh cũng phải chố mắt. Không được, lục đồng lạnh lùng nói, tôi và đại nhân không thân thiết, giúp đại nhân sẽ đắc tội người khác kinh thành này lắm kẻ điên tôi không muốn tự chuốc phiền phức bùi vân ảnh hơi sững sờ những lời quen thuộc này chẳng phải trước đây ở ngộ tiên lâu khi tề ngọc đài đến lục đồng nhờ hắn giúp đỡ hắn đã nói sao giờ lục đồng trả lại nguyên văn bùi vân ảnh cúi đầu cười lục đại phu đúng là hẹp hòi cảm ơn đã khen hắn gật đầu cô nói đúng nhưng nếu ta bị phát hiện ở đây, liên lụy đến cô cũng không tốt." Lục Đồng ngẩng đầu, hắn cười tươi, khuôn mặt không có chút biểu hiện lo sợ nguy hiểm, nói nhẹ nhàng, "Nếu người ta nghĩ chúng ta là cùng một phe, như vậy Lục đại phu cũng sẽ bị kéo vào." "Ta thì không sao." Hắn nhún vai, "Nhưng nếu Lục đại phu bị truy cứu, điều tra ra cái gì bí mật làm lỡ chuyện của cô, chẳng phải rất phiền sao?" Lục Đồng lạnh lùng nhìn hắn hắn trông chẳng có vẻ gì là lo lắng không biết hắn đã làm gì cũng không biết đã đắc tội với ai nhưng bây giờ cô muốn vào cung nếu bùi vân ảnh thật sự bị phát hiện ở đây liên lụy đến cô mọi kế hoạch trước đây sẽ tan thành mây khói bùi vân ảnh tính toán chính xác điều này nên mới dám ung dung như thế dầu đèn cạn dần ngọn đèn dầu trong lồng đèn lay động ánh sáng trong phòng trở nên mờ mờ một lúc sau lục đồng quay lưng lại lạnh lùng nói đi theo tôi bên ngoài gió tuyết càng lớn hơn nền đất trong sân phủ đầy tuyết trắng dưới mái hiên treo một hàng đèn cam ánh sáng yếu ớt chiếu sáng tuyết rơi lấp lánh từ trời cao lục đồng vừa bước ra từ nhà bếp nhỏ ngoài cửa y quán đã vang lên tiếng đập cửa dữ dội ngân tranh cầm đèn dầu đứng trong sân lo lắng nhìn lục đồng lục đồng ngừng một lúc cầm lấy đèn dầu kéo rèm ra đi về phía cửa y quán. Bùm bùm bùm, tiếng đập cửa gấp gáp, trong đêm đen vô cùng chói tai, Lục Đồng vừa mở cửa, ánh sáng từ đuốc sáng loáng chiếu sáng cả con phố trước cửa. Ngoài cửa y quán là một nhóm lính tuần tra, hùng hổ đẩy cửa, xông vào y quán. Ngân Tranh ồ một tiếng, còn chưa kịp nói gì, nhóm lính tuần tra đã xông vào y quán, lục soát khắp nơi như bầy sói. Ai đấy? ngân tranh gọi người đứng đầu nhóm lính bước vào dưới ánh sáng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lục đồng sững sờ một chút sau đó gọi lục đại phu lục đồng nhìn người đó nhẹ nhàng gật đầu đại nhân thân người đó chính là thân phục ứng của quân tuần tra thân phục ứng như chợt nhận ra lùi lại hai bước nhìn biển hiệu y quán rồi vỗ đùi một cái không ngờ là đến chỗ cô hắn quay lại gọi người phía sau nhẹ tay thôi đừng làm hỏng đồ của người ta." Rồi nhìn Lục Đồng, "Xin lỗi Lục đại phu, lại làm phiền cô một lần nữa." "Không sao," Lục Đồng hỏi, "nhưng thân đại nhân làm gì vậy? Không lẽ lại có cáo buộc y quán nhân tâm giết người chôn xác?" Nhóm lính tuần tra hùng hổ xông vào, trận thế này so với lần trước còn hơn chứ không kém. Nghe vậy, nhớ lại lần trước xông vào y quán hiểu lầm, thân phục ứng hiện lên vẻ lúng túng thần phục ứng khẽ ho một tiếng, không phải, tối nay trong cung có thích khách chạy trốn, toàn thành đang truy tìm. Chúng tôi cũng bị gọi ra. Hắn cầm đuốc đi vào trong y quán, hỏi lục đồng, lục đại phu có thấy người khả nghi không? Không có. Vậy thì lạ thật, thần phục ứng trầm ngâm, chúng tôi vừa truy đuổi thích khách đến đây, hình như thấy có bóng người ở cửa y quán. Ngân tranh ánh mắt lo lắng. Lục đồng nói, thế sao? Tôi không thấy ai cả, ngoài cửa y quán có người tuyết do A Thành đắp, có lẽ đại nhân nhìn nhầm. Thân phục ứng gật đầu, có thể, dù nói vậy, nhưng hắn không nới lỏng việc lục soát, tự mình cầm đao đi vào trong phòng. Trong sân rất lạnh, cành mai dưới mái hiên treo đèn lụa đỏ, ánh sáng đỏ nhạt trên nền tuyết. Ngân tranh nắm chặt tay áo, lo lắng liếc nhìn về phía nhà bếp nhỏ. Ánh mắt này lập tức bị thân phụ ứng bắt gặp hắn cảnh giác hỏi đó là gì lục đồng trả lời là nhà bếp thân phục ứng nhìn lục đồng một cái vẫy tay ra hiệu cho người sau lục soát kỹ nhà bếp ngân tranh sắc mặt thay đổi lục đồng cầm đèn dầu tay run run đám lính tuần tra nhận lệnh ồ ạt xông vào nhà bếp làm căn bếp vốn rộng rãi trở nên chật trội thân phục ứng nhanh chân bước vào căn bếp đơn sơ đến mức gần như nghèo nàn tường đất nện bếp củi đất trên bàn đá có mấy loại rau quả còn lại, dưới bếp là một cái rổ đựng trứng gà và khoai lang. Lửa đã tắt, thì còn lại cho tàn rơi vãi trên mặt đất. Thần phụ ứng cẩn thận đi vào vài bước, không thấy gì khả nghi, định rời đi thì ánh mắt chợt dừng lại. Trong góc nhà bếp, có một đống rơm khô dày. Người thường để tiết kiệm củi, để rơm khô trong nhà là chuyện bình thường. Nhưng y quán nhân tâm không nuôi gia súc, nếu nói để đốt củi nấu ăn đặt rơm khô trong nhà bếp dễ gây cháy, trong sân rõ ràng còn có một căn phòng trống. Hơn nữa, đống rơm này thực sự quá lớn. Một lớp rơm dày chất trong góc, như một ngọn núi nhỏ, nếu có kẻ trộm ẩn nấp, trốn ở đây chắc chắn khó bị phát hiện. Ánh mắt thân phục ấm lóe lên, bước đến đống rơm, đột nhiên vung đao chém. Lập tức, rào rào một tiếng. Đống rơm như ngọn núi đất bị chém vỡ, lập tức đổ sập, trong đống rơm rơi xuống dần dần lộ ra một góc đen. Đây là... Sắc mặt thân phục ứng thay đổi ngay lập tức. Như một kho báu bị chôn vùi trong đất được đào lên, lộ ra bí mật bị chôn vùi. Dưới đống rơm dày, lại có mấy cái chum đen cao đến nửa người. Những cái chum rất lớn, hoàn toàn có thể chứa một người, như những ngọn đồi đen mọc lên, kỳ lạ và bất thường. Thân phục ứng nhớ rõ, Lần trước đến y quán nhân tâm lục soát, trong nhà bếp không có mấy cái chum đen này. Hắn nuốt nước bọt, giọng trở nên lạnh lùng, "Lục đại phu, đây là gì?" "Là một số dược liệu dùng để bào chế thuốc." Lục Đồng trả lời. Vừa dứt lời, từ trong cái chum đen vang lên một tiếng động nhẹ. Âm thanh này không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, rõ ràng truyền vào tai mọi người. Tên lính gần nhất biến sắc, "Đại nhân, bên trong có thứ gì đó." Thân phục ứng nheo mắt, vô thức nhìn lục đồng. Lục đồng đứng ở cửa nhà bếp, là một vị trí không xa không gần. Ngọn đèn dầu trong tay cô bị gió lạnh thổi gần như sắp tắt, nên ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Sắc mặt thân phục ứng dần dần nghiêm trọng, rút đao bên hông, ra hiệu cho các binh lính lùi lại. Tự mình bước đến trước cây chum, ánh đèn chiếu sang hắn, cũng chiếu rõ giọt mồ hôi lăn trên trán hắn. Xung quanh im lặng như tờ thần phục ứng từ từ tiến đến gần cái chum một tay nắm lấy nắp chum tay kia cầm đao ngang trước mặt bất ngờ mở ra xì xì từ trong chum phát ra tiếng gì gì cùng với tiếng kêu kinh ngạc của các binh lính xung quanh thần phục ứng ngỡ ngàng nhìn vào trong chum hồi lâu mới quay sang lục đồng giọng vẫn còn run đây đây là rắn trong chum lại có hàng chục con rắn đen vảy rắn đen bóng loáng ẩm ướt quấn lấy nhau phát ra tiếng gì gì, thân phục ứng chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng đẩy nắp lại. Lục đại phu, cô sao lại để rắn trong chung? Những con vật này âm u đáng sợ, quấn lấy nhau, phát ra tiếng gì gì, nghe cũng thật đáng sợ. Lục đồng cầm đèn dầu tiến lại gần, giọng điệu bình thản, y quán chế thuốc đôi khi cần dùng đến da rắn tươi và máu rắn, đây là mua từ người bắt rắn, là dược liệu để bảo chế thuốc thần phục ứng chỉ vào mấy cái chum khác những cái này cũng vậy lục đồng đưa đèn dầu cho ngân tranh tự mình bước đến mấy cái chum khác mở nắp ra mời thân phục ứng lại xem trong mấy cái chum còn lại lần lượt là bỏ cạp dết và cóc thân phục ứng nhìn lục đồng cảm giác khó nói hồi lâu mới mở miệng lục đại phu cô định luyện độc à hắn là một người đàn ông nhìn thấy những thứ này cũng thấy hoảng hốt mà lục đồng một nữ tử yếu đuối lại không có chút biểu hiện, như thể rất vui vẻ khi tiếp xúc với những thứ này. Nếu không phải hắn quen thuộc với Tây Nhai, thần phục ứng thật sự nghi ngờ mình đã vào một y quán ma quái. Đại nhân không biết, thuốc có bảy loại, độc hành giả, tương tu giả, tương sử giả, tương ác giả, tương phản giả, tương sát giả. Tương sát giả là chế ngự độc tính của nhau, những con vật độc này đặt đúng chỗ, cũng là phương thuốc cứu người. Thần Phục ứng nghe không hiểu gì cả, nhìn nhà bếp một lần nữa, ngoài mấy cái chum không còn gì khả nghi, liền ra hiệu cho binh lính lui ra. Các binh lính theo Thần Phục ứng ra khỏi nhà bếp, đi vào sân nhỏ, bên ngoài gió mạnh, tuyết bay như lông tơ rơi xuống người. Thần Phục ứng đi qua trước cây mai trong sân, nghĩ lại lần trước cũng như vậy, hùng hổ lục soát y quán mà không tìm thấy gì, tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ, còn có chốt hổ thẹn. Thật ra hắn không có ác cảm gì với Lục Đồng. Lần trước vị Lục đại phu này và Chỉ huy sứ phủ của điện tiền tư Bùi Vân Ảnh cùng nhau diễn một vở kịch trước cửa quân tuần tra để kéo phủ Vân Quận Vương xuống nước. Sau đó chuyện gì xảy ra thân phục ứng cũng biết, chị gái của Bùi Vân Ảnh Vân Quận Vương phi thuận lợi ly hôn, rời khỏi phủ Vân Quận Vương, mà vị thiếp hầu thuê người giết người cùng với nương nương trong cung đều gặp xui xẻo thân phục ứng hiểu rõ mình bị bùi vân ảnh dùng làm bia đỡ cũng chuẩn bị tinh thần bị quận vương gây khó dễ cuối cùng bị đuổi khỏi quân tuần tra ai ngờ sau chuyện đó cấp trên của mình lại tự đến tìm nói chuyện ân cần thăm hỏi một hồi còn hợp tình hợp lý nói rằng hắn lâm vào tình thế khó khăn nhưng xử lý rất tốt sau này chắc chắn sẽ được thăng chức bánh vẽ có ăn được hay không tạm thời không biết nhưng ít nhất làm thân phục ứng tạm thời yên tâm hắn cũng hiểu rõ, nhất định là Bùi Vân Ảnh đã nói chuyện với quân tuần tra bên này, để sau này hắn không bị quận vương gây khó dễ. Thân phụng ứng lúc đó liền giảm bớt ác cảm với Bùi Vân Ảnh. Tối nay nếu không phải thành vệ ra lệnh, hắn cũng không đến gây khó dễ cho lục đồng vào giữa đêm như vậy. Đang nghĩ ngợi, đi trước lục đồng hơi ngừng lại, đột nhiên ho hai tiếng. Thân phục ứng giật mình, vội vàng nhìn cô. Vì đêm mở cửa vội, Lục đồng chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng, bên trong mặc áo lót màu trắng, châm hoa đã tháo xuống, tóc đen dài rủ trước ngực, cô rất mảnh mai, thần thái ngây thơ lại mơ màng, đứng dưới ánh đèn tuyết gió, như một bông hoa lan trắng nở trong gió, yếu ớt không chịu nổi cái lạnh mùa đông. Mỹ nhậu ốm yếu, lập tức khiến thân phục ứng sinh ra một chút thương xót và tự trách, vội nói, đêm nay quấy giày lục đại phu, thực sự là lỗi của thân mổ ở đây không có gì thật xin lỗi lục đại phu mau vào nghỉ ngơi hắn giơ tay ra hiệu cho binh lính đi thôi đám lính lại như lúc đến ầm ĩ rời khỏi y quán trên nền tuyết trong sân để lại dấu chân lộn xộn lục đồng siết chặt áo khoác cầm đèn tiễn người cuối cùng ra khỏi y quán đợi thêm một lúc lâu cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh cô mới cầm đèn quay vào sân ngân tranh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào trong rồi lo lắng nhìn lục đồng cô nương không sao em ra cửa hàng trông đề phòng có người quay lại ngần ngừ một lúc cuối cùng lo bên ngoài người quay lại ngân tranh cầm đèn lồng ra ngoài đứng trước cửa phòng ngủ qua khe cửa sổ có ánh đèn cam le lói gió tuyết và lò sưởi lạnh và ấm cách nhau một cánh cửa như hai thế giới lục đồng đứng trước cửa một lúc đẩy cửa bước vào vừa vào phòng, một làn hơi ấm ập vào mặt. Trong góc phòng có lò sưởi, nửa cửa sổ mở ra, cành mai lồi lõm vừa khum trong khung cửa, đứng vững trong gió lạnh. Trong phòng, Bùi Vân Ảnh quay lưng lại Lục Đồng, đang đứng trước bàn thờ nhỏ. Lục Đồng đóng cửa lại, nhìn bóng lưng hắn nói, "Bùi đại nhân, người đi rồi." Bùi Vân Ảnh quay lại. Trước bàn thờ nhỏ có thắp nến, ánh nến trong phòng chập chờn, hắn mặc đồ đen, khuôn mặt tuấn tú như yêu quái đột ngột xuất hiện trước bàn thờ quan âm trong đêm gió tuyết không mời mà đến phóng túng lại nguy hiểm thấy lục đồng nhìn mình hắn liền cười giọng có chốt chiêu chọc dễ dàng bị cô lừa qua bảo sao an ninh kinh thành ngày càng tệ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn